nói hơi hơi giống nhau phải không? Dạ, dạ. Tụi em ở Quảng Ngãi rồi, nên gần nhà nhau. Cùng quê mà lại gần nhà. Sống nhà chung nhau, chặt nhau mấy nhà. Rồi bây giờ lại sống với nhau, trời ơi. Cả cuộc đời hai bạn gắn chặt với nhau ha. Lý do làm sao á, đến một lúc nào đó tại sao em lại yêu chồng em? Thế mà thì tụi em thi đại học. Ờ, thi đại học. Không, đúng rồi. Rồi sao? Thì lúc đó em đậu, còn bọn này rớt. Ờ, cái bọn này rớt. Bọn này rớt rồi. Bọn này là bọn rớt. Chị không đoán nó lại không có giống. Chị mà giống thì là người Quảng Ngãi rồi. Dạ. Thì bạn rớt á, cái tụi em đi chơi với nhau á, bạn bỏ ra ngoài bãi đất bạn nằm, cái em mới nói là rớt thì rớt nhưng mà mình cũng phải vui vẻ để mình giữ không khí với anh em chứ, như vậy thì làm mọi người rất là buồn. Thì em nói bạn như vậy mà bạn cũng không chịu, còn bạn vẫn cứ nằm đó, mặc ai nói gì nói, em ghét em bực mình bỏ về. Thực ra thì lúc mà em thi đại học em rớt á là gia đình là đặt kỳ vọng rất nhiều. Sau này nghe tin rớt thì cảm giác mình mất tất cả rồi, không còn gì nữa hết. Thì lúc đó em thấy cũng tội nghiệp, bạn mình rớt rồi thì thôi kệ bạn đi, thì thông cảm chút. Thì từ đó em mới suy nghĩ lại. Là bắt đầu từ lúc đó có cái sự thay đổi lại. Dạ thì em thấy mình cũng hơi quá nên thôi. Thì ngay từ buổi ban đầu là em với vợ như là nước với lưỡi vậy. Mỗi lần nói chuyện kết thúc vấn đề là hai đứa cãi nhau, hai đứa cứ như vậy hoài luôn. Rồi làm gì đó. Mà lúc nào thì em có cảm tình như vậy? Sau khi rớt á là em ra Đà Nẵng em ôn, còn vợ thì vô Quy Nhơn học. Mà lúc đó thì hai đứa tình cờ gặp nhau trên mạng. Thì hai đứa nói chuyện mình phát hiện là cô này là ngoài thì cứng vậy nhưng mà nhiều lúc nói cũng khi nói trên mạng với mình hai đứa riêng thì cô ấy cũng rất là tâm lý, có cảm giác là mình hơi nhớ nhá. Bao lâu thì mới gặp nhau? Khoảng hơn nửa năm. Đó là Tết đó, là tụi em về quê thì là mùng 4 Tết á, nhóm tụi em á đang đi chơi thì cũng có gây sự một nhóm ở trong cái xã đó. Thì cái có ẩu đả xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thì mấy bạn đi quấn lộn, em chạy theo bạn này em lôi lại thì em cũng bị đánh. Em bị đánh rất cái tay luôn. Lúc mà em đánh em cảm thấy bạn ôm em, bạn đỡ rất là nhiều. Em thì vì bảo vệ cho bạn mà bị chém cái tay hả? Bây giờ vẫn còn vết đó chị. Ồ, còn bản thân em đã đỡ cho bạn rất là nhiều những cái cú mà nguy hiểm đúng không? Rồi sau đó là hai đứa như là tình cảm nảy sinh. Dạ. Nghĩa là mình công khai với nhau thì bạn bè nó rất là bất ngờ, nó kêu hầu giờ không ngồi nói chuyện với nhau đứng câu mà tự nhiên yêu nhau hồi nào hay vậy. Hầu giờ ở trong cái gì nói gì nó mà nói lẹ dữ hay. Mình hình dung á, nếu mà hai bạn nói tiếng địa phương á, lúc mà hai bạn tỏ tình với nhau, anh yêu em hoặc là em yêu anh á, thì bạn nói như thế nào? Tụi em không có tỏ tình. Sao vậy? Khi mà cái cảnh hỗn loạn đó xảy ra đó thì thể hiện tình cảm với nhau luôn á, nó thay cái lời nói là anh yêu em yêu anh luôn rồi. Có nghĩa là sau cái bữa đó là về là hai đứa là không cần phải nói là đã đến với nhau luôn á. Dạ. Thì bạn này bác nói là không cần phải nói nhiều, hiểu nhau được rồi em yêu. Nhưng mà ra cái phải nói luôn. Con là anh yêu em chứ. Đúng. Em chưa bao giờ được tỏ tình là như thế nào á. Chưa bao giờ luôn. Bây giờ tranh thủ ngày hôm nay mình nói một cái lời ngọt ngào với vợ mình đi. Tính em nó không thể hiện được như vậy. Bây giờ anh chị bắt ép em vô tình hình huống này em muốn biết xử sao. Trời ơi em mà em quên cô là phụ nữ yêu bằng tay hả? Em nói luôn, em nói biết điều đó thôi. Không bây giờ. Nếu mà làm không thì chưa đủ với phụ nữ. Đó. Còn phải thỏa thẻ bên tai. Tại vì em biết không, đây sẽ là một cái hôm mà sẽ lưu lại một cái kỷ niệm của vợ chồng em. Để sau này nhiều khi mình già mình ngồi lại hoặc con cháu mình nó coi lại, không phải là dễ có được cái cơ hội này. Chính vì vậy mà tụi chị mới muốn là em nên nói, nó sẽ là một cái dấu son trong cái cuộc sống của vợ chồng em đó. Cố lên. Rồi. Bây giờ để thay lời cảm ơn vợ, hai đứa yêu nhau lâu từ đó mới giờ nhưng mà anh không nói được lời nào. Bây giờ anh xin nói thực tình là anh yêu em rất là nhiều. Anh thay lời muốn nói thì anh xin hôn lên cái chỗ mà vợ đã đỡ cho anh lúc mà ẩu đả. Bây giờ là cả nước đã chứng kiến tình cảm của chồng em dành cho em, quá là tuyệt vời, quá là lớn lao. Vậy thì hai bạn á, sau khi mà đã đồng ý đến với nhau rồi đó, thì trong cái thời gian quen nhau thì hai người hay giận hờn nhau? Nói chung là em gây lộn nhau, nó bắt đầu nó sẽ như thế này nè. Em nói ảnh một câu, cái ảnh buồn buồn, anh ngồi xị vậy. Cái em tức quá, em nói đàn ông mà sao mà cứ thích hay nhăn nhó, cái em bật mình lại em dặn lại. Rồi anh bỏ đi về. Bữa sau cái em nhắn tin nè, em gửi mail nè, em nói gì cũng không trả lời hết. Em tức quá chia tay. Chia tay xong sợ có xuống dưới nhà ngồi xị vậy, ngồi xị miếng. Em không thiệt, cái đi về. Bữa sau cũng xuống tiếp mày ngày nào cũng như ngày nay xuống ngồi xị rồi về đó. Vì lý do đó mà chia tay đúng không? Dạ. Rồi cũng vì cái lý do đó mà chia tay không nổi, thấy tội nghiệp quá. Rồi cũng vì lý do đó mà giờ lấy nhau. Thật ra thì hai đứa khi xa nhau á là nhớ da diết lắm. Mà khi gần nhau lại cãi vã. Nhưng mà trong những lần cãi vã đó có lần nào mà nó khủng khiếp không? Chứ chia tay nhiều lắm. Sinh nhật ảnh em rất là nhắn tin, rất là tình cảm, thì cũng nhắn gửi những lời chúc đến ảnh. Cái em này anh nói chứ thôi em đi ngủ sớm đi.
là em thấy là buồn buồn rồi đó nha. Mà tự nhiên em đang ngủ, một tin nhắn đâu nó lạc tới, mở ra coi nó không ăn nhập gì đâu hết. Bị lộn tin đó, nhắn cho một cái mà lại nhắn nhầm cho em. Em rất là buồn, tại vì em nghĩ tình cảm nó thiêng liêng lắm, em bị mất niềm tin sâu sắc lắm. Có khi nào Tâm cố tình Tâm nhắn lộn như vậy để mà thử cái cảm giác của bạn gái mình không? Không, tại vì em biết tính vợ của em á, cái tình yêu đối với cô ấy nó thiêng liêng lắm. Quốc Thuận cũng biết là nhiều khi mình đi lăng nhăng thì mình đi ở ngoài là còn về là bỏ qua hết rồi, về chỉ có vợ và vợ thôi. Đúng vậy, thực ra là tình huống nó như vậy. Cái người bạn gái đó là quen với một cái người bạn đại học của em, cô ấy ngoài Quy Nhơn, mình ở trong Sài Gòn, nên nhiều lúc cũng thiếu thốn tình cảm, đi uống cà phê rồi này nọ thôi. Nhưng mà đúng dịp đó là hơi xui thiệt, là bị trúng dịp sinh nhật, ok là tụi mình đi chơi nên mình phải nhắn tin lại. Nhưng mà lúc đó vợ nhắn tin luôn, bấm sao nó nhanh quá, nhảy tin nhắn qua vợ mình luôn. Cái nội dung sao mà em sốc chứ chị ơi. Nhưng mà nói chung nội dung gì em cũng sốc á, tại vì đối với em không nghĩ là bạn em lại như vậy. Tại vì em rất là tin tưởng và em tự hào về điều đó. Em nghĩ là bạn em rất là thương em và tiếp người không có lăng nhăng, nên thật sự em rất là thất vọng, mất niềm tin. Bây giờ thì mất niềm tin chưa? Nói chung là em biết chấp nhận hơn. Thì sao em không nghĩ rằng á, tất cả những người đàn ông trên cái cuộc đời này á, trước khi người ta chọn cho người ta một cái bông hoa của riêng người ta đó, người ta phải chọn lựa trong một cái vườn hoa đầy màu sắc, đầy các loại bông đẹp, mà em là cái bông đẹp nhất, đúng không? Tại vì cuộc đời á, em phải có sự trải nghiệm, phải có sự chọn lựa. Quen nhau, yêu nhau thì bao lâu thì mới là kết hôn? Nhưng tính luôn thời gian quen thời gian yêu là 9 năm, còn thời gian quen thì 15, 16 năm. Trời ơi, thì chứ còn gì nữa. Cuộc đời hai bạn này là sinh ra ràng buộc từ đây cho đến lúc mà đám cưới kim cương mà. Rồi, có nghĩa là 15 năm chắc lấy nhau xong rồi đâu có gì đâu mà phải còn tìm cái gì hiểu nữa. Là khó khăn. Đâu cần phải tìm hiểu nhau nữa. Đúng biết hết rồi, hiểu hết rồi. Em nghĩ là quen nhau lâu thì sẽ sống với nhau, nó hiểu nhau. Nhưng mà cái một thời gian dài sau đám cưới em bị gọi là khủng hoảng. Sao vậy? Vì ảnh vô tâm á. Bữa nữa anh hay làm việc khuya nè, làm việc xong là coi đá banh. Nhiều khi ngủ một mình mà rất là buồn vậy. Mà anh cũng không hiểu sao chủ nhật muốn anh chở đi ăn sáng, anh cũng ngủ tới 9-10 giờ. Và ngày này qua ngày khác thì anh cứ làm như vậy miết. Thì em rất là buồn. Thì em nói với anh ấy thì anh nói là anh đâu có xấu như vậy đâu, anh nói là anh cũng tốt mà. Rồi hai chồng chỉ nên lạnh với nhau. Thực ra thì trong giai đoạn đó là giai đoạn áp lực với em. Tại vì lúc đó là chuyển công việc cái gì, mà công ty mới thì nhiều việc quá. Mà mình cứ nghĩ là vợ với mình sống với mình quá lâu rồi, mình đinh ninh là vợ mình quen. Phải hiểu mình, phải hiểu công việc của mình. Dạ, đúng là hơi vô tâm thật. Vợ chồng mới cưới mà, nói chung là cũng muốn gần gũi tí. Nhiều khi mình hơi vô tâm tí. Rồi vợ em có hành động gì để mà làm cho em hiểu được cái điều mà vợ em buồn không? Sau này thì vợ có viết lại một lá thư, nói là hai đứa mình chắc là không hợp rồi, quen nhau lâu nhưng mà bây giờ anh không hiểu em thì mình nên chia tay nhau đi, sau đó thì bỏ đi. Em chỉ viết thư em nói rằng là em rất là thất vọng vì ảnh. Vậy mới qua nhà em ở một ngày để cho ảnh có thời gian đi ảnh nhìn nhận lại mọi việc. Chứ nếu mà cứ ở bên nhau mà chỉ nên lạnh hoài thì ảnh cũng mệt mỏi. Em hy vọng là ảnh đọc rồi ảnh cũng có rung động rồi cũng nhắn tin kêu mình về chứ. Không luôn, cả một ngày tắt điện thoại xong cái im trong trong mở điện thoại lên coi không có tin nhắn, vô Facebook coi không có tin nhắn, vô mail cũng không có, và đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu, phải qua nhà bạn ngủ thôi. Ủa, khi mà Tâm đọc cái lá thư đó là Tâm không có sợ vợ của mình là đi đâu gặp phải một cái gì hay sao? Cũng biết tính vợ rồi, đi đâu đó rồi hay về. Nhưng mà lần này thì cô ấy đi thật. Trong cái lúc mà vợ ở đây là em trong giấc ngủ em có một cái giấc mơ thấy vợ mình quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sao vợ ghéo mình ở cầu Sài Gòn? Quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sau đó là kết hợp với cái tin nhắn của một cái đồng nghiệp trong khoa của vợ đó. Yến ơi em làm đừng có làm điều dại dột. 1, 2, 3 là em mặc đồ cấp tốc lấy xe chạy xuống cầu Sài Gòn tìm vòng quay luôn. Không thấy đâu cả. Mình sợ mình muốn em muốn khóc đứng ngay tại cầu mà khóc luôn đó. Nghĩ là vợ đó. Cái chuyện đó là xảy ra bao lâu? Mới đây thôi. Thực ra em không phải là vô tâm đâu, chị nghĩ là em chủ quan. Vì cái cuộc tình của tụi em á, nó lâu quá rồi. Đâm ra là em cứ nghĩ là vợ em hiểu em từ chân tơ kẻ tóc, từ bên trong ra bên ngoài. Đâm ra là em cứ nghĩ rằng á, là em không cần phải nói thì vợ cũng sẽ tự hiểu là mình. Dạ, em hiểu chứ, nhưng mà em không chấp nhận được. Nhưng mà em đã nói ra những cái suy nghĩ và những cái không đồng ý của em với chồng chưa? Nói nè, nhắn tin nè, mail nè, không trả lời, viết thư bỏ đi, không thèm nói gì hết. Sao vậy em? Chồng em nói rằng là em mà dặn anh là anh không làm được gì hết á, là anh không suy nghĩ được gì. Chẳng thà nếu mà dặn nhẹ nhẹ thì anh còn biết là anh sai, mà em mà dặn nhiều là anh không biết làm gì hết. Trời ơi, anh chỉ buồn thôi. Có nghĩa là chồng em cũng đã nói ra cái tâm tư của chồng em cho em nghe rồi, mà bây giờ vẫn chưa tìm được cái đáp số chung. Thì sau được đó thì cũng nói chuyện với nhau thì cũng khóc với nhau luôn. Vì mình cũng quen nhau lâu mà để đánh mất tình cảm như vậy thì quyết định là làm lại từ đầu. Đầu tiên là đăng ký tham dự chương trình này luôn để đánh dấu một con mốc là chúng ta sẽ bắt đầu từ đây là chúng ta sẽ thay đổi, xây dựng cuộc sống. Nếu vậy thì ngày hôm nay là phải nói hết những cái gì mà mình muốn. Dạ, thì em muốn ảnh quan tâm đến mọi thứ hơn, tâm lý một chút xíu để hiểu vợ, với nữa là thể hiện cái tình cảm với vợ một chút. Dạ, thật sự thì em cũng hơi nội tâm, không quen với cái việc biểu lộ cảm xúc ra. Nhưng mà cái đó chị nghĩ em nên sửa. Bây giờ buổi tối khi mà hai vợ chồng đã xả được hết những cái công chuyện rồi, như này kia nọ, nói là cưng à, cưng có biết là bây giờ
anh ước điều gì nhất không? Hỏi vợ sẽ hỏi là điều gì về anh? Em bớt nói lại chút. Em bớt nói lại chút được không? Hiểu không? Bây giờ đó, anh mà chồng nói được câu đó là em sẽ im một ngày luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Tối nay về áp dụng thử thôi, đồng ý không? Ok. Xin cảm ơn em ạ. Em tên là Hoàng Đăng Quang, là giáo viên tin học, công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi, tóc là muối tiêu rồi đó nghe. Chà, tôi mà để tóc dài cũng muối tiêu như bạn. Em tên là Kim Đông, năm nay em 31 tuổi. Em đang làm giám sát tổng đài ở quận 7. Không biết hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Thì lúc trước á, thì vợ em là cũng từng là giáo viên. Tình cờ em từ trên lầu đi xuống, thì thông thường ra chơi á, các thầy cô giáo một là ngồi ở phòng giáo viên, hai là ngồi ở căng tin. Còn vợ em thì lúc đó là ngồi ở cái dãy ghế dành cho học sinh là thôi, đọc truyện tranh. Mà tóc thì lúc đó là để dài, tóc xõa ngang vai, rồi miệng cười tủm tỉm. Thì em ấn tượng cái khung cảnh, cái hình ảnh đó, thì em mới quyết định là lên kế hoạch để tiếp cận. Nghĩa là ấn tượng ban đầu của chồng em về em là hết sức đặc biệt. Vậy lúc đó thì em đọc truyện mà em có liếc qua nhìn thấy anh này không? Em đâu có hay đâu anh. Ngày nào thì em biết được là có một người đang theo dõi thầm em. Em cũng không biết có ai theo dõi em nữa. Tự nhiên có một ngày cái em nhận được tin nhắn, mình làm bạn nhau nha. Thấy trời vô duyên. Tự nhiên cái gửi tin nhắn làm quen, ai biết gì đâu mà làm quen. Em không hề trả lời, xong rồi những mặt trai mày đã cũng dai lắm. Nó nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Đó. Em mới tiếp tục nhắn tin, thì tới cái tin nhắn thứ hai thì em bị chửi. Chửi sao? Khùng. Rồi có quê không? Quê rồi, giờ em đâu có vợ đó. Đúng rồi, trai tiếp nữa. Nhắn nữa hả? Không, em mới chơi chứ. Nâng cấp đó. Em đắm vô cái tâm lý của phụ nữ á, là tò mò. Thì em mới khơi gợi từ từ. Em nói là mình biết tên bạn là Đông, làm việc ở trường, bị tò mò nhắn tin để hỏi lại mà. Ủa sao biết tôi vậy đó? Là em cũng chẳng có ấn tượng gì với ảnh hết trơn á, nhưng mà sau này á, gọi điện thoại đó thì em nghe giọng hay, trầm ấm. Dạ đúng rồi, nghĩ giọng này mà nghe chửi mình chắc mình ngồi cũng ngồi mình nghe nữa. Nhưng mà cái kênh nhắn tin qua lại thôi là các bạn gặp nhau hay sao? Chưa, thì sau một khoảng thời gian nhắn tin á, thì tới dịp là 8 tháng 3 thì em mới quyết định là đi tiếp một bước nữa. Lúc đó cùng em cũng nhát lắm, thì em mới nhờ một đứa học trò thân của em, còn giờ con đem cái món quà nhỏ này con xuống con tặng cô, hay ngồi đọc truyện ngay cái chỗ đó. Mà em thòng nó một câu, con phải hoàn thành nhiệm vụ nè con, không hoàn thành được về rồi thầy phạt á. Ác lắm nè, đáng lý ra là em không có nhận đâu, tại vì đâu có quen biết gì đâu mà nhận. Đang đọc truyện tự nhiên có một thằng nhỏ nó đông nhơm hả, cái nó xuống nó nói cô ơi anh của em tặng quà cho cô. Thôi cô không có lấy đâu, không quen không biết lấy gì. Nó trội cô lấy đi, cô không lấy hả, anh em làm chết, em không được đem cái này về. Đó là em mới nhận. Cái gì? Cái đồng hồ. Dạ, nhưng mà thật ra nhận về em cũng không có đeo, em cứ nhận vậy thôi. Lúc đó cũng chưa biết mặt em đâu. Thì có một đêm, 2-3 giờ đêm gì đó, điện thoại cho em. Tại anh làm em ngủ không được. Em vẫn chưa biết anh là ai như thế nào. Phải cho gặp mặt thì em mới chịu. Em mới nói là em cũng là giáo viên trong trường. Và hẹn gặp ở căng tin trường vào giờ ra chơi. Rồi gặp nhau là ấn tượng ảnh liền. Xấu quá. Gì mà xấu hả? Nó tại vì á, cái thằng học trò nó nói tặng quà cho em thì cái mặt nó cũng xấu. Cái mình nghĩ nhỏ này nói vậy chắc anh nó cũng xấu. Nhưng mà không ngờ gặp á thì lại xấu hơn mức tưởng tượng của em nữa. Khó quá à. Rồi vậy em sao mà cưới nhau được ta? Sau đó thì gặp mặt khoảng một tháng sau thì em ngỏ lời là làm bạn gái. Thì trong quá trình quen thì cũng khoảng được một năm đó, thì em mới đề nghị tiến tới. Mà lúc đó vợ em thì chưa chịu, tại vì á là em quen ảnh là quen cho vui thôi, chứ em cũng là em không có định lấy chồng. Trong quá trình quen ảnh á, em cũng tìm nhiều cớ để mà giận dỗi ảnh để cho ảnh tự chán. Quá đeo dai quá không có đáp được. Vậy đó hả? Tính quen chơi cho vui thôi. Dạ. Ai à, là xin cưới thiệt. Rồi cuối cùng là sao? Thì em mới quyết định là đi cái đường vòng cho mẹ của em tiếp xúc với ba mẹ của vợ em, để người lớn người ta bàn bạc cái chuyện đó. Chiến thuật quánh từ gốc quánh lên đó. Nhưng mà em biết không? Em không biết. Cái một hôm em đang đi làm, cái anh gọi cho em, anh nói em ơi anh chở ba mẹ đi lên Thủ Đức coi thầy. Thầy nói là một tháng sau mình đám hỏi, 3 tháng sau mình đám cưới. Em nói hả, cái gì, đám cưới ai, ai cưới? Tự nhiên cái đám cưới em nó có chịu. Xong rồi cái mẹ em cứ ngồi, mẹ em nói thôi mày tới tuổi rồi mày cứ lấy chồng đi. Đầu em cũng khóc, em cũng không chịu lấy. Nhưng mà sao em nghĩ lại, tại vì sao em còn đứa em gái nữa, em không lấy thì nó ế làm sao. Cho nên là thôi kệ, anh này cũng hiền, lấy về mình sai cũng được. Bây giờ lần sau em cưới nhau về rồi có dễ sai không? Dễ sai lắm, chiều em từ A tới Z. Ủa vậy đó hả? Em có cái điều gì mà muốn chồng em thay đổi nữa không, hay là sửa chữa nữa không? Anh tính ổng rất là khỉ, tuổi khỉ mà, cho nên là rất là khỉ, tay chân lúc nào cũng tấy máy mà đứng ngồi không yên. Để mua đồ chơi cho con em, ảnh thấy nào hay đụng vô sờ mó, mở ra đóng lại. Ví dụ như cái máy bay trực thăng của con em chơi đâu được có 1-2 lần, cái này để mở ra coi nó như thế nào. Mở ra xong ráp lại thôi luôn nè. Cuối cùng thành ra mua đồ chơi cho ba chơi. Ủa vậy đỡ tốn em, hai cho con cùng chơi luôn. Trời ơi em thấy em ướt gan quá em chịu không nổi. Nghe mua đồ chơi về nè,
là cha chơi. Con chơi chung. Cha là phá banh đồ chơi. Vậy hả? Mà con nó cũng khỉ nữa, nó giống ba nó. Trời ơi, nhiều khi nó khỉ. Em muốn quýnh nó ghê á, nhưng mà ngu gì quýnh con mình, quýnh ba nó. Tại vì ba nó di truyền á. Nghĩa là phá mà cũng di truyền luôn. Dạ. Vậy hả, còn cái gì mà di truyền đó? Ảnh có tật là mệt á, là ngủ ngái và nghiến răng. Rồi bây giờ con em cũng ngái nghiến răng. Y chang luôn. Cũng may em dễ ngủ. Ban đêm á, bên này cha ngái, bên kia con nghiến răng. Tao nói em chở đầu hai cho con mà mệt luôn. Coi như là em là song hành với một cái dàn giao hưởng. Em có muốn vợ em bỏ cái tật bắt nạt em không? Em cũng thấy nó một cái gia vị trong cái cuộc hôn nhân vậy thôi chứ còn. Hay rồi. Ủa, binh vợ thì sợ luôn rồi. Trời ơi, em té đi là được rồi đó. Trời ơi, cái này là chị thấy có cái em. Tức là sao ta? Sao chị? Thuận có một chút xíu gì ở trong con người của anh ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩa là Thuận luôn luôn xem cái chuyện mà cãi vã hoặc là vợ mà hãy bắt nạt mình, nó giống như một cái gia vị. Cái gia vị của cái gia vị yêu. Đó gọi là gia vị hạnh phúc. Thì bây giờ á, cặp vợ chồng này chắc phải để cho Thuận chút đi. Tại vì á, mong rằng là Thuận cũng sẽ là một người chồng như bạn đây để mà cho vợ em được nhờ. Ừ, xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ có thêm nhiều gia vị hơn nữa, để cho cái mái ấm gia đình của bạn càng ngày càng có nhiều yêu thương hơn, và sắp sửa đón nhận thêm một em bé nữa. Chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chủ ảnh đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi ạ. Dạ. Tức là con làm đầu bếp nè. Dạ. Rồi xong rồi bây giờ con lại nhiếp ảnh gia mà chuyên chụp về đồ ăn. Dạ. Tức là trước đây là nó tình cờ cái duyên đấy. Tức là nó rất thích chụp chẹt, nhưng mà trong cái môi trường đầu bếp thì mình không sáng tạo được quá nhiều. Vì là cái chức vụ nó còn thấp quá. Thế con mới quyết tâm là quyết định là nghỉ công việc đầu bếp, nghỉ đầu bếp để ra mở một cái studio riêng chuyên chụp ảnh đồ ăn cho các nhà hàng. Trời ơi, như vậy nè, vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh thì thôi, coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là coi như ông thầu hết rồi. Thì đó, làm gì làm cũng dính tới đồ ăn hả? Dạ, vâng. Nhưng mà là con tên gì, bao nhiêu tuổi nè, chú nghe không rõ. Con là Nguyễn Thành Nam ạ. Nam. Nguyễn Thành Nam, 30 tuổi ạ. 30 tuổi. Dạ. Ôi, tuổi trẻ tài cao. Là Nam từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. À, tức là con vẫn sống ở Hà Nội, dạ, đúng vâng không? Ạ. À, vì hôm nay con vô đây con tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá, vợ con bảo là vừa mà con bà đăng ký xong thì bà con bảo ô cứ tủm thì cười thôi, cười gần 2 tháng nay rồi. Cười gần 2 tháng nay rồi. Thế thì bảo con hồi bà đi quay à, thôi đi quay nhưng hộp quá. Thôi đi. Dạ. Nếu mà quay chương trình khác thì suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng ạ. Chương trình này là mến mộ của Hồng Vân, cho nên là cứ thế mà làm, cứ thế mà vào. Cảm ơn hai bạn đã từ Hà Nội mà bay vào đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son rất là quý. Và bây giờ mời con giới thiệu cho mình. Con chào cô Hồng Vân, còn chú Quốc Thuận, và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của con thì con đang làm mẫu livestream tự do, và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Con làm mẫu livestream. Mẫu quần áo ấy ạ. Dạ, vâng. Shop quần áo mời vợ con đến livestream bán hàng. Chắc chắn là có liên quan. Ủa, tức là cái đồ hình như nếu vậy thì là chắc cô đã coi con ở trên mạng rồi. TikTok thì nhiều lắm, TikTok thì nhiều. Nhiều đúng không? Dạ, nhiều lắm. Tại vì hồi nãy cái đó nhìn quen thì xong rồi mới nói là giống Khali. Đó, nhưng mà bây giờ cô nhớ ra rồi là cô đã thấy con rồi. Dạ vâng. Có ngày nào mà livestream coi như là 10 tiếng đồng hồ không? Có những ngày mà kiểu con làm việc là từ tầm độ 9 giờ sáng và đến tầm 5-6 giờ chiều luôn đấy ạ. Thì đó, gần 10 tiếng rồi. Có hôm là bà con làm hôm nào mà được sale ấy, sale ngày sale ấy, là xin phép chồng là làm đến 1-2 giờ sáng luôn. Là nói ra rả luôn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Hàng sale á, hôm nào mà không? Mà livestream mà bán quần áo là em nói chị nói kinh khủng lắm chị ơi. MC mình là không thể nào mà so được với các cô đấy. Đúng rồi. Đúng không? Thôi bây giờ chắc đoán đi. Có lẽ liên quan đến cái việc gọi là cũng là mẫu ảnh nè, đi chụp hình nè, livestream cho một cái món ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng, và ông này là đến chụp hình và thấy là gặp cô này xinh quá rồi cưa cô ấy, đúng không? Một phần thôi ạ, tại vì phần là mừng rồi đó con. Con không cần phải tế nhị. Dạ. Con cứ nói sổ tẹt ra chú ơi, sai rồi. Dạ. Đúng rồi, sai gì cả. Sai ạ. Sai đấy chú. Bây giờ chị nói em nghe, em chỉ nên là ông mụ mà thôi, chứ em đừng có đòi làm ông thầy nữa. Trời ơi, chú Thuận, riêng chú Thuận nha, chúc ai là người đó có bầu. Thiệt luôn. Nhưng mà đoán ra cái gì là sai cho đó. Biết bao nhiêu các cặp vợ chồng son mà lên đây á, mà giống như là họ bị hiếm muộn luôn đó. Cảm ơn. Mà chú Thuận chúc là coi như là về là có bầu lá lùng vậy đó. Mới đi công du một chuyến đó. Bỏ cô 4 số á. À không, vừa có thấy thôi. Đúng không? Bỏ cô 4 số là đi công du đó con. Đi là đi đến tận nơi nhà người ta chúc luôn, ta hiếm muộn quá. Tới tận nơi luôn. Cái phần này nó giữ nguyên là thiệt. Thiệt. Thì thiệt mà. Rồi.
Dạ. Ok, rồi sau chút nữa hai đứa cần thì chú Trúc nha. Dạ, dạ vâng. Rồi, bây giờ kể cho chú nghe đi cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau, rồi mến nhau. Dạ. Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Dạ. Về vợ con, để biết đến vợ con ấy, thì con ở trên Facebook ấy, thì ngày xưa con làm cái công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy, thì là cái mà con rất đăng lên rất là nhiều. Và trên story của con là đăng cũng khá nhiều. Để ý là cô này suốt ngày xem. Mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like các bài viết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại. Mà cô ấy cũng có bơ luôn. Con hỏi lạ thật. Mà trong thời gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác. Thì con cũng tiến tới thì cô ấy là con đang đang kiểu tìm hiểu. Thì con bảo hay nhỉ. Thì vào trong Facebook tìm hiểu. Cô biết là con có thể like các bài viết khoảng tầm 4 lần. Cứ like đi bỏ like, cứ like đi bỏ like. Vợ con không vào gì luôn. Và con mặc kệ, con không quan tâm gì không thèm để ý tới con luôn á. Không thèm để ý tại luôn. Tại vì cổ để ý người khác chứ. Thì con vào thì là đấy là vợ con này là sinh viên báo chí. Thì lúc đấy là đi thực tập thì mặc một cái bộ quần áo rất là xinh. Xong rồi gương mặt rất là dịu dàng, hiền hậu. Ôi, con bảo xinh quá. Ngọc nữ đó, à. Vợ con là thuộc tuyết là người ta gọi là ngọc nữ. Và con đặc biệt con rất thích kiểu nhẹ nhàng ấy. Thì lúc đấy là xem con có comment vào nhưng mà vợ con cũng kệ luôn. Thế con bảo ôi lạ, trước giờ mình chưa bao giờ mới comment ai mà không ai comment lại. Thế bắt đầu con mới kệ. Thế để khoảng tầm 1-2 tháng sau thì tình cờ là một hôm trời mưa, thế là bọn con đăng lên story là hỏng bị hỏng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên bọn con nhắn tin lại luôn. Thế là con bảo ôi chết rồi, quả này dính bẫy rồi. Thế là con cứ nói chuyện bắt chuyện. Mà cô ấy trả lời là sao? Con có trả lời là vâng anh ạ, thế thôi. Vâng anh ạ. Vậy mà con có thể suy đoán là cô ấy dính rồi. Nhưng mà không, tại vì là con thế là khi mà comment lại con có một cái gì là kiểu là thằng giáo cách cảm á, là con cảm giác là thả rồi đó, nghĩa là thả là dính rồi đó, đúng không? Tại vì là con lấy hai tháng trời từ tháng 5 đến tháng 8. Đấy, từ tháng 5 tháng 5 tháng 8 không trả lời gì hết. Không trả lời gì luôn. Mà con từ đấy con comment ai cũng tao trả lời à? Đâu bây giờ hỏi vợ con này lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này. Vâng, cũng đó cũng là kiểu như là không biết là tự nhiên là cái cảm xúc của mình ấy, đang hỏng xe đang rất là dắt xe trời mưa. Cần sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Đấy, thế là tự dưng thấy là anh này Z story bảo là ui em hỏng xe thương thế. Mình cũng cảm giác là chắc là kiểu cũng theo dõi và cũng có cái sự đồng cảm với mình, thế là con cũng trả lời. Xong thì cũng là từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Vâng, thế là cũng trò chuyện với nhau và cái gọi là cái cảm xúc đầu tiên mà khi con gặp anh này, từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Nhưng mà cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày thì thấy là hơi khó gặp, tức là hẹn gặp không gặp. Không gặp. Con sang nhà bạn thân con giới thiệu bạn thân con luôn. Con giới thiệu bạn thân. Cho bạn thân bảo đâu xe nào. Đấy. Tán nói chuyện. Tức là con dám giới thiệu bạn thân con là đây là người yêu tớ đấy, đúng không? Không, đây là có cô bé xinh lắm. Anh nói chuyện rồi không được, chúng nói chuyện đi. Là giới thiệu cho bạn mình gặp. Ý là bán cái đó, tên là bán cái cho bạn thân luôn. Đó. Sao con ghen vậy? Tại vì lúc đấy là nói chuyện cô ấy khó rồi xong cô ấy. Sao bảo, ôi mệt thế rồi. Thế con chuyển cho bạn thân con. Thế là ông ấy bảo, để anh xem nhà anh nói chuyện. Thế nói chuyện được tầm 3 hôm hỏi, thế có tiền tới gì không? Có được không? Ui chán lắm. Chảnh lắm. Thế là bắt đầu là con lại quay lại, còn lại nói chuyện tiếp. Thế con kể hết là nhà em ở đâu, nhà em có gần nhà anh không. Rồi, tại vì vợ nhà con, cái nhà con có chục cây rồi. Thì ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Thế con điều tra cô này con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, rồi là thích gì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Thế con bảo quyết tâm là phải làm sao phải hạ của cô này, thế tới hạ cục luôn. Thế mà vợ con là con trưởng hay là con út? Con út ạ. Con út. Thế nhà con có mấy? Nhà con là có 3 anh chị em ạ, và con là con út ạ, cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Dạ vâng. Thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cậu ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉnh chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm con quyết định đi gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong, mặc quần đùi áo cộc và bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mà kiểu mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha. Dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau, đúng không? Dạ. Mà sao con lại không chuẩn bị cho mình một cái avatar, hiểu không? Tức là ngày đấy là con có mở một cái bếp online. Thì mở một chỗ anh em. Thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Thì con bảo là con gặp thì con không ship, mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Cái cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm bằng được con ship đến. Ship đến thì tình cờ hôm đấy thì hôm đấy là bán hàng nó đang rất là sôi nổi, thì bắt đầu là con đi hẹn gặp. Ôi sao ạ, gấp thế. Thì gặp thì ôi con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em ấy thích thì được đấy.
thì con coi như một cái thử thách luôn, thì con đi lên luôn. Thì vợ con cứ nhìn con cứ nhìn này, cứ nhìn con, vợ con cứ nhìn. Con bảo em sao đấy? Thế là ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Bắt đầu từ đấy bắt đầu nói chuyện với nhau là nhìn mắc cười không con? Vâng ạ. Nhưng mà vợ con thì làm ăn mặc như thế nào? Vợ con mặc xinh lắm ạ. Cứ đúng như là trong avatar của con. Vâng, vợ con ngoài đời, trong avatar ngoài đời nhau thì luôn. Dạ. Nhưng mà chắc lại là con bị ảnh thu hút bởi vì cái sự chân chất đúng của rồi, anh, đúng rồi đấy ạ. Chứ chưa chắc gì mà mặc một cái bộ khơm lê là gặp rồi. Con mà con lại có lại, có cảm tình có cái rung động như thế ạ. Tại vì kiểu như là mình cũng thấy là bảo là đây anh này là dám kiểu như là thể hiện cái bản thân đúng như của mình như thế. Và để kiểu thì mình cũng thấy là một người cũng khá là đáng tin ấy ạ. Rồi ngày hôm đó có cái gì nó ấn tượng không? Ngoài cái gọi là cái giao diện quá là ấn tượng như thế rồi thì cái cách nói chuyện ở bên ngoài nó cũng khá là kiểu như là chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Thì kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng còn nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái này cái suy nghĩ ấy. Thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp ngu ấy ạ. Thì cho nên mình là dạ vâng đúng rồi. Thế rồi sau đó sau lần đó là hai đứa chính thức yêu nhau. Thôi đúng không? Chưa hẹn hò. Ôi ôi, coi như là hẹn hò đúng không? Hẹn hò ra nào đó. Thế đối với anh này á thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Rất là nhiều. Ngày tiếp theo là cái ngày hẹn hò. Dạ vâng. Ngày đó nó có gì lạ giống như cái ngày đầu mình gặp á. Gọi là về cái giao diện các thứ thì là nó vẫn như thế ạ. Vẫn vậy luôn. Dạ. Tại ngày nào nó cũng bán hàng online đúng rồi. Nấu bếp online. Công việc. Với lại đó anh suy nghĩ nha, tại vì do cái lần đầu em gặp cổ mà thấy cổ ưng. Dạ. Cổ ưng cái giao diện này. Cho nên lần sau mình tiếp tục. Với cái sống của con ở nhà thì nó rất đơn giản, sống đơn giản lắm ạ. Tức là ra ngoài cà phê và pháo thì con cũng ăn được bình thường thôi. Không quá là chăm chút quá, vì đôi khi chăm chút quá nó là mình các việc thoải mái. Đó thì hôm đấy thì cô ấy nghĩ là ô cô thoải mái rồi thì con cũng ok thế rồi. Cái lần hai sao nào? Vâng, thế là cái gọi là hôm mà sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, đi hẹn hò, đi ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ, thế là em ơi anh đau bụng quá cho anh đi vệ sinh một cái, thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh, và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Vậy hả? Cái điều nó quá là đặc biệt con. Cái đó là con có cảm thấy khó chịu không hay là con cảm thấy vâng. là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu con nghiện đúng rồi, lúc đầu con bảo là quái ông này lạ lùng, chưa gặp ai như thế ạ, đi hẹn hò với con gái người ta mà cứ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mình cũng hơi có một cái lấn cấn trong lòng gì đấy. Nhưng mà sau đấy thì gọi là tiếp xúc nhiều và cũng kiểu chia sẻ là bụng anh thật sự là cũng hơi kém. Tại vì anh đi chụp ảnh đồ ăn các thứ ăn uống nó cũng nhiều và kiểu nó cũng không được điều độ cho nên là cũng có một chút gọi là đúng, vấn đề đúng, về đường bụng ấy, ruột ấy. Thế cho nên là em thông cảm giúp em. Đấy ạ, thế như vậy là người đàn ông á chị, khi mà ta gặp đối phương á thì tim đập mạnh. Còn riêng bạn này gặp người đẹp là coi như là cái đại tràng. Đại tràng đập mạnh đó chị, đúng không? Vì trước đấy con cũng liều đấy ạ. Tại vì trước đấy con hẹn hò mấy lần trước thì với các cô người khác thì con chưa bao giờ làm đi vệ sinh luôn. Thì mới bảo thế là hôm đấy bắt đầu bắt buộc cũng đấy phải làm điều đấy rồi. Thì con cũng nghĩ bây giờ nhiều lần con nghĩ bảo là ô sao lại lạ thế mà đành liều vậy, thế là thôi từ đấy là con cứ biết thừa là con là cũng dạo nhiều nên là cứ ăn uống cái gì mà khác một cái hoặc là như nào đây là con sẽ hơi đau bụng. Dạ. Mà chỉ riêng với vợ con là con mới có cái biểu đúng không? Chỉ đi vợ con là có cái biểu hiện thôi, còn như bình thường như đi công tác hay đi anh em bạn bè thì sốt xuất ít lắm. Nhiều khi có thể là do hồi hộp nó dẫn đến cái đường ruột của mình nó bị hoặc là bạn này là chắc là khi mà gặp thì hai đứa đều là đi ăn á, đi ăn rồi đi uống cà phê này kia nọ đó. Hai bộ con rất là nhạy, đồ ăn ở chỗ nào mà kiểu hơi không được sạch cho lắm là con đau bụng luôn. Nhưng mà sau đó là mình quen quá rồi mình thấy nó yêu đúng không? Đúng rồi ạ. Ngày nào mà ông chở mình mà ông không dừng lại đi toilet là có điều lạ đấy ạ. Như là ăn xong rồi đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị cho nó sạch là anh ơi thì có ấy không thì đúng em rồi. Chờ con bảo là đấy xung quanh gọi là cả cái đất Hà Nội là chỗ nào cũng có cái dấu của anh rồi đấy. Thật thế ạ, quanh hết cái phố phường nơi nào đều có nơi nào có. Anh cũng đều có thả bơm đó. Đúng rồi. Đánh dấu tức là đánh dấu đó hả? Đó. Rồi có nghĩa là bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? Hai tháng 15 ngày ạ. Thế vợ con mắt cho con lúc con tỏ tình là vợ con cho con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Thế mà con đầu tiên trong đời con gặp một người phụ nữ cho con 7 ngày suy nghĩ luôn. Vì cho con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ đó. Cứ suy nghĩ 7 xong ngày. Xong con đến ngày thứ 6 thứ 7 con hồi hộp con bảo em suy nghĩ kia. Bảo em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ 7 thì trả lời. Ngày thứ 7 thì bắt đầu là đi ăn, hai đứa rồi đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời anh xem phim. Thì con cũng đi lên thì hôm đấy trời mưa, Hà Nội mưa thì cũng là mình có cái để mình thể hiện luôn.
trời mưa thì con đi thì con che áo lấy áo che mưa cho bà con, xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu rất là kiểu tinh tế cá lăng ấy, cầm tay xong dắt đi xong rồi nhưng bà con bảo ở cho cầm tay là ok rồi đấy, thì bắt đầu lên phòng xem phim thì vào phòng xong thì con được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn, con bảo phải chết rồi, thế là cái trong đầu mình cứ cố gắng thôi, dính rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ, xem xong ra xuống quán cà phê ngồi cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa, ngồi vợ con ngồi này cứ này, xong con cứ em ý em sao, xem vợ con cứ ngồi này, xong rồi con bảo xong là vợ con lại nhớ trời mưa, con bảo sao nhỉ mà không nói cái gì cả, không nói gì ạ, mà chỉ có cái câu là sao em. Vâng. Sao con gọi là con nói mà tình cảm thướt tha gần 4 tiếng nói ra xa xả. Có một mình con nói vâng, như một thằng điên. Vâng, đúng rồi. Mà xung quanh người ta cứ nhìn con bảo sao mày nói nhiều thế. mà không có sự đáp lại á. Vâng, và con bảo anh chờ em suy nghĩ. Xong cứ suy nghĩ xong lại nhớ trời mưa xong cầm này, cầm tay, đuôi bấm tay này. Con cảm giác con nuôi con kiểu vừa lo vậy. Vỡ tim với con nhỉ. Cuối cùng sao? Chú cũng đang ngồi hợp đó. Cuối cùng thì bắt đầu là đúng con nhớ là lúc là 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu con mà. Vâng, đúng giờ đó. Em đồng ý. Thế con bảo thế con bà con bà đưa điện thoại đây, anh làm gì đấy, cho anh mượn điện thoại, con lên Facebook của vợ con là chế để chế độ hẹn hò luôn, chốt luôn, thế là tường mới làm đấy, con phải hơn 1.000 người vào comment luôn, thôi xong nghe còn cái chuyện cũng hồi không nhiều cũng hồi hộp đấy ạ, tại vì chú nghĩ là không cho em thêm 7 ngày nữa đi. Trời ơi cưng quá, vậy ta con sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế. Đúng còn rồi. Con thì so với chồng con hay là cũng mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu, như là nghiêm túc. Vâng đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc và mình cũng không muốn gọi là có quá nhiều cái sự chú ý, mình không quá muốn quá phô trương các thứ ấy. Thì mình cũng khi mà anh này cũng ngỏ lời như thế mình về mình cũng suy nghĩ rất là lâu về hỏi kiến cả anh chị anh rể và chị gái nữa, có nên là kiểu có nên tiến tới với mối quan hệ này không hay là kiểu mình chỉ gọi là mình bông đùa các thứ thôi. Thì sau khi thời gian suy nghĩ lâu như thế các thứ thì con cũng xác định cũng bảo là quyết định yêu anh này, tại vì nói chung là mình sau cũng thích rồi. Đúng rồi, cũng hơi thích rồi ạ. Đấy, không thích thì sao cho nắm tay rồi, đúng, không? Đúng không mà gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô ngày nào cũng thế, cứ đi ăn đi buổi trưa là con nấu đồ ăn con ship đến, trời mưa thì con cũng bảo thôi anh không phải đi anh ship đồ ăn tới, khát nước thì con cũng làm nước chanh nước hoa quả nước ép cho mang tới. Chú đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Ngon à? Đúng rồi ạ. Cho nên là ở nhà là hầu như là toàn cháu con nấu cơm thôi. Bây giờ là vẫn vậy luôn. Thế mà không mở nhà hàng phí nhờ. Trời ơi. Thế rồi trong quá trình hai đứa yêu nhau thì là có chuyện gì vui không? Nhiều chuyện vui lắm ạ. Cô này rất là hợp tính con. Và được cái là cô vợ con là khi mà hai đứa lên đến nhau ấy, trước khi yêu nhau ấy thì nó cái cách giao tiếp cái cách nói chuyện với cách cuộc sống hàng ngày nó cứ nó có niềm vui thôi, ít khi mà cãi nhau, ít khi cãi vã, ít khi kiểu căng thẳng lắm, mà nhất là những cái chỗ lúc mà con thổ lộ tình cảm hay là những lúc mà con thể hiện tình cảm những ngày đặc biệt ấy thì cô ấy rất là cảm thấy con hai người rất là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui khi mà có cái ngày như vậy. Như vậy là không có những cái chuyện cãi vã hay là có những cái chuyện xung đột và dẫn đến chia tay đúng không? Chỉ có 2 lần suýt. 2 lần trong mấy năm? Trong vòng 2 năm. Gọi là suýt thôi. Như cương 5 lần đó. Vâng, đó là chuyện đấy, suýt là cái gì con? Là kiểu như là chỉ gọi là cãi vã đến lúc kiểu căng thẳng xong là hai người sẽ dừng lại và không ai kiểu để nói ra cái lời chia tay cả. Nói chung là trong quá trình yêu nhau là chưa bao giờ nói là chia tay nhau cả. Nhưng mà dừng lại. Là kiểu như im lặng. Im lặng mà cho em để kiểu em đang chưa bình tĩnh, cho em thời gian để em suy nghĩ xong mình nói chuyện tiếp. Nhưng mà cái lần im lặng đó là kéo dài bao nhiêu ngày? Con chưa kịp gọi là kéo dài đến ngày thứ mấy thì là anh này bảo anh đang ở dưới, kể cả cũng lấy làm con nhớ là tầm độ 1 giờ đêm và anh đang ở dưới cửa thì nếu mà như em chưa ngủ thì em có thể xuống dưới nhà thì là huề là đấy là hai. Ôi chị ơi, như vậy là chưa tới 24 tiếng đó chị. Lớn lắm luôn em ạ. Mà một năm giận đến 2 lần. Một lần mà mỗi một lần dưới nhà 4 tiếng. Nhưng mà đúng là do hai đứa chưa hiểu nhau thôi ạ. Thì lần đầu tiên là do vợ con làm tình cờ có xem con nói chuyện comment một số cái người mà vợ con thích là cái chuyện cũ của con. Thế là con bảo anh ngày kia thì con mới nói với vợ con là em bình tĩnh để giải thích cái chuyện này là cái chuyện mà nó là quá khứ thôi và anh comment nó chỉ là bạn bè bình thường chứ anh không có ý kiểu gì cả. Và những cái anh thể hiện với em thì em thừa hiểu là anh yêu em và anh thương em như nào. Nếu mà anh không yêu em thương em thì anh không làm như vậy. Và có thể bây giờ em đang ở trên thuốc anh có dịch được, anh không quan trọng, nhưng quan trọng em phải nếu xác định em yêu anh thì em phải tin anh. Thế hai đứa nói chuyện nhau, vợ con nhớ hôm đấy là con nhớ là vợ con viết cho con một cái bài văn
con nghĩ là in ra phải tầm 2-3 trang giấy. Em không nghĩ rằng là anh như này anh kia. Ui con nói kinh lắm. Thế con nhà con thì ở cách nhà bọn con là 22 cây, con phi xe từ đấy ra luôn buổi tối bằng được xuống để cô ấy xuống để mình giải thích mấy câu chuyện. Thế xong con chốt lại có yêu anh không? Có. Thưa anh không? Có. Thế thôi huề á. Thế cái comment đó nó xảy ra lúc nào, cái quá khứ đấy đấy con, nó xảy ra cái lúc mà trong 2 tháng rời đưa cơm cho con từng bữa à? Dạ, trong nó từ hay là từ trước đó nữa? Từ trước đó rất lâu, là lâu rồi. Trước đó lâu rồi. Vâng. Thế mà con ghen được cái, vâng, con lạ thật đấy. Tại vì con cũng nghĩ là con gái hầu như là ai cũng có cái gọi là cái quan tâm về cái quá khứ của nửa người kia của mình ấy. Thì trong lần con cũng lướt các thứ thôi thì mình thấy thế là mình cũng gọi là người nó cũng phải gọi là nhảy dựng lên rồ rại lên đấy. Con té cho một bài dài không, con học báo chí cho nên con viết một bài phải kéo vút mãi không hết mấy lần màn hình nó mới hết cái chỗ đấy luôn ấy. Nhưng mà con cố tật luôn. Vâng, con cố tật là như này, khi mà biết đối phương có một vấn đề gì đấy không bao giờ nói, cứ im lặng thôi, đợi thời cơ cái vụ nào mà nó cảm thấy nó đủ lớn rồi thì con mới xả ra. Và con nói là, anh sao em, anh có lừa dối em cái gì không, anh có dối em cái gì không? Con nghĩ là trong thời gian qua con chẳng giấu giếm gì cả, điện thoại mọi thứ không đâu giếm gì mà bảo sao nhỉ. Bảo không, anh chắc chưa? Anh chắc rồi, anh chắc thật chưa? Chắc rồi. Con nó chẹt ra bảo. Con mới ôi trời ơi, con bảo lắm từ hồi vùng dựng nước bây giờ bà lôi ra. Bảo bà lôi ra, bà ấy nói thì thôi con cứ mà nói xong là cứ khóc. Cô ạ, khóc là vợ con khóc bình thường, không biết một phụ nữ khác nhau nhau, vợ con khóc đó là từ hôm nay sang hôm sau luôn. Tức là ví dụ 6 giờ tối đấy thì khóc cứ từ di rằng đến sáng là sáng. Cứ như mưa dầm. Cứ mưa dầm. Xong rồi xong sau mắt sưng vù lên luôn. Mà chỉ là một cái chuyện vớ vẩn xa từ sở vô một dựng nước. Ở nhà cũng vậy, ở nhà ví dụ chỗ bé này. Sao anh nói nhiều? Thôi cứ thế, ức chế lên. Anh không thương em mà khóc đến sau luôn. Thế con lại phải vào bếp nấu ăn xong lại đấy. Xin lỗi để cô ấy bình tĩnh lại xong rồi nói chuyện xong rồi. Cô lại xin lỗi người vậy con. Cái đấy là lần một hả con? Dạ vâng. Tức là năm đầu đấy. Dạ vâng. Thế còn năm 2? Năm 2 thì năm 2 từ thời là khai thiên lập địa mà. Đấy. Nói chung những cái chuyện mà cãi nhau thì nó không có cái vấn đề nào nó gọi là quá to tát cả ấy ạ. Vâng, cái lần thứ 2 thì con chỉ thấy là thấy thả tim ảnh người này người kia các thứ ấy ạ. Thì mình cũng đúng đã bảo là bạn đã bảo là không thích rồi các thứ rồi mà lại còn vẫn làm như thế thì vẫn thả tim. Thế là ghét. Vâng, thế là ghét luôn. Thế xong là lại cho một chàng nữa ra. Nhưng mà cô lại nghĩ là chồng phải ghen với con đấy chứ. Chứ con có ghen không? Nhiều khi là con cũng ghen. Tại vì nhưng mà một cái là sau khi yêu cô này thì và lấy xong rồi gia đình vợ con thì vợ con được cái là những người đàn ông khác không bao giờ nói chuyện. Nói chuyện. Nếu như mà sao con biết? Con có bao giờ con thử lòng vợ con chưa? Con có thử lòng rồi. Có thử không? Có thử lòng. Thử bằng cách nào? Thử làm lần là con làm một cái tài khoản định một đích khác. Thế là con mới yêu nhau một thời gian ra lâu rồi. Thế là con mới nhắn tin làm quen bằng cái nick ảo đấy. Con nick ảo là con đăng tin là lần 2 tháng trời và con không rep. Con là người thật việc thật, đây là 2 tháng nó còn không rep nữa thì không mua là tài khoản ảo. Thế bắt đầu là con có lòng tin rồi, thế là ok xong rồi. Thế hôm đấy là con lại con khi con thử xong con xong rồi thì con lại không ao trên điện thoại con ra. Thế là vợ con mới anh ấy cho mượn điện thoại. Một ngày nọ. Nhìn thấy. Một ngày nọ mượn điện thoại xong con mới cũng không nghĩ đâu, con nghĩ là người tầm đấy là yêu bỏ đi qua tất mọi thứ. Con trai đi thì con đưa cho. Thế là nhầm nick vào con vào. Xong rồi vợ con lại lấy cái tài khoản của vợ con kiểm vào kiểm tiền xem đấy. Thì bắt đầu là thôi xong luôn. Con thề hôm đấy là nó như là một cái cơn gọi là chia tay của nhau cùng phong vậy ạ. Đấy cùng phong đúng không? Vâng, đấy đúng rồi. Con thấy, không biết là cái thần ra cái mình bị xúc phạm đúng rồi còn. Em bảo kiểu như tại kiểu tại sao mà yêu nhau như thế mà lại không tin tưởng không nhau, tin nhau mà còn vậy đúng rồi mà chẳng đâu có khóc đâu. Ôi khóc lên bờ xuống ruộng đúng không ạ? Là từ hôm nay qua ngày hôm sau đấy. Các bạn là lúc mà con bảo vợ con đi đây đi đó ấy, thì bọn con không đi. Thế bạn bè nó bảo là mày phải thử nó đi, nó xinh như thế, nó kiểu gì có nhiều người theo. Và đặc biệt là cái cách tính cách của nó như vậy là dễ mày bị cắm sừng lắm. Tại vì trước đấy con mấy cái sừng rồi. Thế con mới bảo thôi làm liều. Ai làm liều thì chuyết liều thật. Em ơi thấy. Mà đêm đó chắc buổi tối cũng phi xuống nữa đúng không? Vâng phi xuống ạ. Cũng là cái bài cũ. Vẫn bài cũ. Phi xuống em không xuống anh không về. Và em thấy trong lại trời mưa. Con hôm nay là con không bóng xe hơi mà con bóng xe máy luôn. Thế mà cứ phi tới bắt phải xuống luôn. Thế là xin lỗi xong rồi khóc. Thế là lại khóc xong rồi xin lỗi thưa ta xong rồi. Mà trước lần đấy là bọn con thì uống trà sữa nữa. Con mua trà sữa về để ở tủ. Sau đó là con chờ lúc 1 giờ sáng con
bích trà sữa sang. Đấy, anh đấy thức đêm dậy, anh thức khuya dậy sớm anh đi mua trà sữa cho em này. Đấy thức khuya dậy sớm. Đấy. Em ơi kinh nhỉ. Bây giờ con mới thấy dễ sợ không? Đúng rồi. Đấy có thủ pháp hết đấy con ạ. Thử vợ. Ừ, có thử vợ lần kiểu gì nữa không? Mày thử tình cảm ra còn thử. Có thử là, có thử là khó khăn không? À, có. Nhân hậu chứ. Thử xem cô ấy có nhân hậu không? Xem cô ấy có nhân hậu không? Cái chuyện này chắc mà con biết đâu, và con chưa biết đâu ạ. Thế à? Vâng, con chưa biết. Đâu giờ này nói luôn đi. Hôm nay nói luôn. Tức là trước đây con đi yêu các người khác ấy, thì con luôn luôn là cố gắng làm sao vun vén được, nhưng mà ngược lại thì mình lại nhận cái nó không tốt. Thì và khi đến cô này thì con thấy rằng là cô được học rất là nhiều và muốn tiến tới và sâu hơn, thì để tìm hiểu sâu hơn thì mình phải hiểu cô ấy đã yêu mình như thế nào, và nếu xác định khi một ngày khó khăn thì cô có đồng lòng với mình không. Thì một ngày hôm đấy là rõ ràng là hai hôm trước và con biết là con có khách là chuyển khoản cho con một số tiền rất là lớn. Nhưng mà con lại lý do là con chuyển hết rồi, trả hết công mọi người anh em mọi người hết rồi, và bây giờ hết rồi sạch tiền. Thì lúc đấy vợ con đang đi làm thì con mới nhắn tin là em làm gì đấy, em ăn tối chưa? Thì con bảo em ăn rồi. Thì anh ăn chưa? Thì con lan man tầm tiếng hồ. Thì con bảo anh chưa, anh bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ, anh không ăn, anh không muốn ăn. Thế bọn con mãi sau bọn hỏi thì tại sao anh ăn? Thật sự anh không muốn nói như này nhưng mà trong người anh không còn tiền nữa. Đó thì khoảng tầm 5 phút sau cô nhắn lại là anh cho em mượn số tài khoản. Thế để làm gì em? Để sắp tới em chuyển lương thì em nhờ anh cất hộ. Thì con cũng cứ thử thôi. Tỉnh một lúc sau khoảng tầm chưa đầy một phút sau thì tinh cô ấy tinh cho 500.000. Thật sự đây con cảm động con khóc luôn. Thế á? Thì cô nhắn một cái tin là con mới giữ là anh à em không có ít nhưng cũng có nhiều, nhưng mà đối với em thì khi yêu nhau thì em muốn chia sẻ với anh. Thì em cảm động. Em gửi cho anh ít, anh ăn tối đi. Để ăn anh ăn xong rồi anh về nhà sớm nghỉ ngơi. Còn công việc cứ để sau. Thế là từ đấy là con xác định luôn là không bao giờ phải bỏ vợ đi rồi, thôi luôn, thôi còn vợ xứ rồi. Em ơi, tiết lộ là cảm động khóc luôn đúng không? Vâng, là lúc đấy con đang ngồi ở chỗ này, con ngồi chỗ Yên Phụ ăn ăn phở, con vừa ngồi con vừa cười như một thằng điên luôn. Bao nhiêu người xung quanh rồi, bây giờ quán đấy con vẫn ăn, hạnh phúc quá đúng không? Vâng, tại vì mà cô nghe cô còn xúc động á. Tại vì là đối với con thì những cái con là người sống theo cảm xúc nên là và tình cảm rất là đính rất là nhiều. Khi mà được mọi người chia sẻ thì như vậy thì con cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì từ xưa chưa có ai cho con 500.000 hay là một cái, tức là người phụ nữ ấy, chia sẻ mình như vậy được. Thì đúng cô này chia sẻ thì con cảm thấy chủ động luôn. Thế mẹ có cho không? Mẹ cho thì mẹ cho, nhưng mà tình cảm lại do kiểu gia đình mẹ con không tình cảm. Thì phải nói là con chưa được một đứa người yêu nào cho con 500. Đúng chứ là chưa vào người phụ nữ nào nhở. Người con gái nào? Mẹ xem xong mẹ lại buồn nhở. Thế bây giờ cảm động quá đấy. Cảm động lúc đấy, giây phút đấy. Thôi, là cầm tay cái đi. Bây giờ mới biết đúng không? Dạ vâng. Nên con thấy anh nhắn một cái tin thì mình cũng suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Thì mình cũng nghĩ là kiểu như là trong cái giai đoạn ai cũng có cái sự khó khăn của riêng mình. Thì anh ấy cũng san sẻ với mình rất là nhiều. Thì mình cũng lúc đấy là con cũng chỉ là sinh viên đi làm thêm thôi, lương có 12.000 một giờ thôi. Đấy, thì mình cũng có gọi là một chút ít thì mình cũng gọi là san sẻ với anh này. Mình cũng không nghĩ là anh ấy thử lòng đúng không? Thử lòng mình như thế đâu. Mà chả lẽ là bây giờ người mình yêu mà tự nhiên bắt nhịn cơm chiều đúng đến rồi. Tối đến sáng mai luôn thì sót đúng không? Rõ ràng là hai cái thử, nhưng mà nó là hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Dạ, và chính vì cái thử thứ hai mình mới có một cái sự quyết định rằng đây chính là người vợ của mình rồi. Rồi bây em giờ em có giờ em chơi cái chiêu đó với anh Liên không? Không. Không à? Không. Thế những lúc em hết tiền thật thì em xin ai? Em xin mẹ em. Chết rỡ, mẹ lại không biết chuyển tiền thì chả lẽ lại về đợi núi sập để mà bảo mẹ ơi cho cô con tiền. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai con lấy nhau được tầm 6 tháng. 6 tháng. Dạ, son quá son luôn. Là thế là yêu được mấy năm con? Con yêu nhau 2 năm ạ. 2 năm là hai lần là suýt. Dạ vâng. Này đấy đúng không? Vâng đúng rồi. Con năm nay là 27. Con 24. 24. 24. Quá trẻ. Bạn này 30. Dạ vâng ạ. Đúng rồi, con 30. Và bây giờ trong 6 tháng về ở với nhau. Dạ. Là vợ chồng với nhau. Vậy cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Nó có nhô ra không ạ? Anh này có tật xấu gì này? Rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn à? Vâng. Nhiều quá, cô trời lại ơi. Nghĩ là không có ấy. Em ơi khiếp từ lúc yêu nhở. Dạ. Em ơi mình lo cho nó như thế. Mà nó vẫn bảo mình có tật xấu con lại đau thế chứ đi. Cô biết là nhiều hôm mà đi kể cả ăn uống mọi thứ con lo hết mà. Con cứ thấy là buồn hay là thì con lại phi xe từ nhà mua nước trà sữa đến tận nơi luôn, trời nắng chang toàn 2 năm trời. Mà vẫn thế, cho là con thật xấu. Thế lấy nhau được 6 tháng. Dạ vâng. Thế nó còn nấu cho con ăn không? Nấu nhưng mà con nấu cho nó. Nhưng mà ít hơn rồi cô ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà con mà nấu thì là anh ấy sẽ rửa bát. Nói chung là thôi bây giờ khui đi nào. Dạ vâng. Rồi, bao nhiêu tật xấu cứ nói hết ra. Anh này thì có một cái tật xấu là ngủ ngáy rất là to cô chú. Cái đó không phải tật xấu đâu.
Cái đó là, người ta không có cái đó là có tật thôi kìm. Nhiều đó là tật thôi chứ không xấu con ạ. Nhiều khi là kiểu cũng cứ trả vờ đấy, con kiểu đang nằm kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò không, cái đó là tật xấu đó đấy, cái đó là tật xấu là cứ cố mình không ngủ được là không cho người khác ngủ ấy ạ. Vậy là tật xấu là hay trêu vợ. Vâng, ở trong rồi. Ở trong miền Nam là cái tiếng gọi là lầy đó. Dạ. Con hay trêu vợ con lắm. Vợ con đi làm về con trả vợ con ngủ, xong rồi con cố gắng không cười nhưng mà vợ con chỉ sờ con là con cười luôn. Với cả chơi game thì kiểu như là anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ. Kiểu như là trong công việc, trong cuộc sống thì rất là kiểu điềm tĩnh rồi thì nghiêm túc các thứ. Nhưng mà ví dụ sau đấy, sau cái thời gian mà mình mê game. Đúng rồi, chơi game rất nhiều. Mà mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu. Hét rất to, đúng rồi. Hét rất to. Vâng. À chơi game tự hét, tự dồ lên đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là con có hét, con có hét ổng không? Kêu ổng dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà... con cũng chơi cùng như là gọi là con chơi ít hơn. Hai vợ chồng nó cùng chơi một game ấy. Dạ vâng. Game gì mà cứ nói nhau ấy. Dạ, này 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 cái gì đó chịu trả với game gì nữa. Cái gì nó bắn nhiều mấy giờ đó. Dạ vâng vâng vâng. Rồi. Nó còn trẻ quá mà, 24 tuổi mà. Dạ vâng, đấy hợp. Rồi. Con cũng thấy là cũng khá là hợp nhau từ gọi là khả ăn uống rồi thì cách con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này. Và là chết rồi, chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại, chụp bao giờ được thì thôi. Thế là xong từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Con nghĩ là thích, coi như là không, cứ nhìn cái mặt của mình cứ tưởng là đồ vợ mình mà tưởng đồ ăn. Tức là ba cái con vừa kể cô thấy chưa cái nào xấu con ạ. Đúng, xấu quá nhờ. Đúng rồi. Ví dụ như là bừa bộn này đấy nhá, lười này ví dụ đấy, hoặc là sao ta, vô tâm vô tư, vô tâm với vợ này ví dụ thế. Anh này thì lại có một cái điều là rất thích tạo cái sự bất ngờ ấy ạ. Rất thích tạo sự bất ngờ dành cho người khác, mà đặc biệt là con luôn, kể từ cái lúc mà yêu nhau hay là các thứ. Nhiều khi là thật ra là bản thân con là biết cái sự bất ngờ đấy rồi, tại vì nhiều, đúng rồi, giả lại phải là giả vờ là mình chưa biết để gọi là cho cái anh này gọi là không phụ lòng. Đúng rồi đấy ạ, để cho anh ấy vui ấy. Thương thế. Ủa nó nghe nè, bộ lúc yêu á là hay giả vờ tạo sự bất ngờ lắm phải không? Đúng rồi ạ. Kiểu nhiều khi là có những cái app mà hay mà ví dụ kiểu như là biết vị trí của người này người kia ở đâu rồi, vẫn cứ giả vờ là anh đang ở chỗ này này, anh đang ở nhà này các thứ, mà con biết thừa là đang ở dưới nhà rồi. Đấy thì xong con cũng vẫn chả phải giả vờ là không biết này thế kia các thứ. Đố em anh đang ở đâu. Đúng rồi đấy ạ. Cái đó là đáng yêu con giả ơi. Giả vờ. Bây giờ những cái gì con kể vừa rồi là đáng yêu hết á. Dạ. Chỉ có một bây giờ con phải kể nè. Bây giờ anh ấy có bừa bộn hay không? Có bắt con dọn dẹp nhà cửa hay không? Có bừa không? Có còn vô like hình dạo nữa không? Cái đấy tiệt rồi. Từ cái lần đấy xong là thôi không làm. Cái do cái tính chất công việc của anh ấy là chụp ảnh thì cũng có rất là nhiều những cái phụ kiện các thứ. Thì đi làm về thì cũng thật sự là cũng bừa bộn đấy, hay bừa bộn đấy, vứt đồ là tràng lan đấy. Thì con bảo là anh dọn đi các thứ, anh mệt lắm thì đấy. Em cứ để sau anh dọn sau, nhưng mà không bao giờ thấy được cái sau anh dọn sau là đấy. Đến ngày hôm nào luôn. Con lại đi dọn hộ. Con phải dốn một tí còn có hay quên trước quên sau hay không? Đúng rồi, có lại cứ hứa là tí anh dọn, hoặc là tí anh làm cái này, tí anh làm kia, xong không biết là tí để đến bao giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng là con dẹp. Dạ vâng, đúng rồi. Đó cái là thật xấu đó. Đó, thấy chưa? Đó còn gì nữa không nào? Có gọi có là lãng mạn không? Không lãng mạn thì quá rồi, quá cứ hay giả vờ giả việc thế là lãng mạn đấy. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nó hết rồi thì thôi. Dạ vâng, chắc là có hay mắng vợ không? Anh này thì dễ gì? Không, anh này thì hay là dẻo miệng lắm cô ạ. Là không mắng vợ đúng không? Là nịnh vợ. Nịnh thế tốt rồi. Siêu chiều luôn ạ. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Con thì nói chung là về những cái mà để gọi là cái mối quan hệ của hai vợ chồng gọi là sâu sắc và tình cảm hơn thì con nghĩ là anh ấy cũng có nhiều cái đã làm tốt được cái điều đấy rồi. Thì trong gọi là trong tương lai, nếu mà để gọi là hai vợ chồng gọi là gắn kết hơn thì em cũng chỉ mong anh là chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn, và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhiều hơn nữa dạ. Vậy cái nghĩa là mong muốn cái nhiều hơn. Vâng, đúng rồi. Đã có rồi nhưng mà hơn tí nữa tốt hơn con ạ. Nhắc khéo đấy cô ạ. Nhắc khéo đấy, khéo đấy. Rồi bây giờ tới con đấy. Vợ con thì tật xấu ấy, thì không có tật là khi mà bắt đầu mà xung đột cãi nhau ấy thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả, là bao giờ một cái ngước, ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc.
Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng. Nhìn là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý. Thế là cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Và cái đấy là con thích như vậy. Thì là trước đấy là con mới bảo là khi mà đến với nhau ấy thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau đều có thể giải quyết hết, bé hay to đều có thể quyết, quan trọng là mình giải quyết như nào thôi. Nhưng mà gật thôi, cứ gật đầu thôi, nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận, mà con phải đồng ý, đúng không? Dạ vâng. Và rất hay có bẩn nữa, cứ vô gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực lên lườm con một cái. Thế con à, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi đấy, em lại bắt đầu rồi nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Là dặn liền đó. Dặn luôn, dặn luôn. Bọn con hay thấy lắm, bây giờ là kiểu quen rồi cô, không bảo là kiểu gì cũng quen luôn, không nhắc là lại quay lại. Là con rất sợ rồi đấy. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu không ta? Cái có giận, bây giờ vợ con có hay giận cái chém thớt không? Thỉnh thoảng ạ. Nghĩa là mang cái câu chuyện ở ngoài đem về nhà. Là giận ai á? Hổ lên đầu chồng. Cái đấy thì vợ con có. Vợ con là giận là vợ ai ấy, là vợ con sẽ về nhà và im, cứ ngồi làm gì làm cứ bình thường. Xong bắt đầu là đến khi mà không chịu được, anh ơi, em tức kể quá. Và mới cứ em nói đi. Em nói đi. Con cứ bảo em nói thôi. Nói là xong thì bảo anh nghĩ là thôi, bỏ qua đi. Con gạt luôn để cho vợ con bình tĩnh lại, xong học đi. Lúc đấy vợ con như vậy thì con lại dẫn vợ con đi ra ngoài chơi. Hoặc là đi trà sữa gì đấy. Như vậy có nghĩa là giận cá chém cá em ạ. Chứ còn không giận cá không chém thớt. Tức là giận nó là sẽ ngồi và nghiêng 60 độ á. Đúng là miệng nhìn lên còn... và chảy nước mắt. Có khi khóc từ 6 giờ sáng hôm chiều hôm nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Mà không hiểu sao, con không hiểu sao. Con luôn luôn đặt câu hỏi là anh không thắc mắc, anh em phải giải thích cho anh là tại sao như thế, anh không hiểu luôn. Cứ con không đoán ý được luôn. Và không thể biết con được. Con không đoán được là tại sao vợ con giận luôn. Vâng. Làm sao mà đoán được thế thì cơ? Không, thế thì vẫn chưa có gọi là săn xếp với con. Thật vợ chồng á mà nếu mà tinh ý á hoặc là tinh ý á con biết không? Dạ. Là con sẽ biết ngay tại sao vợ con giận. Nhưng mà cái quyền tại đây nó rất là nhỏ cô ạ. Nó nhỏ lắm. Thứ là có những người chồng á con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận và biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Thế bây giờ đang làm kéo theo đấy ạ. Ngày nào phải đoán. Rồi còn gì nữa nè? Còn mọi thật xấu thì vợ con thì để con xem nào. Thật xấu thì thôi không có nữa thôi. Không. Bây giờ em không cần hỏi nữa, bây giờ con chỉ cần nói là con mong muốn vợ con thay đổi điều đó. Gì. Đó. Con thì từ trước giờ con, từ lúc mà yêu mà lấy xong thì con luôn mong muốn vợ con thay đổi một điều là khi xảy ra một chuyện gì đấy mình nên cố gắng làm sao ngồi lại với nhau, nói từ bực cái tức cái nào thì đó là cảm xúc của mỗi người, nhưng mà mình nên kiềm chế một chút và kiềm chế làm sao để mình không để người khác phải gọi là lo lắng mọi người. Tức là những cái chuyện bé nó rất là bé thì mình có thể bình tĩnh thôi, nhưng mà con là hay bị quá cảm xúc. Cứ chuyện bé là nó phải to đùng lên, xong anh cứ thế là anh không thương em thôi. Mà con bảo anh thương ngay rồi mà không biết anh thương nhà nó mới đủ. Hãy cứ thế thôi. Thế là con mong muốn là vợ con là dù sắp tới cuộc sống gia đình có cái gì mà nó gọi là không hiểu nhau thì cố gắng làm sao mà ngồi lại với nhau, hoặc là hay là ít lườm con thôi, ít lườm con. Con sợ lắm, mỗi lần vợ con lườm là con biết là thôi có vấn đề rồi, là con có vấn đề rồi, là có gì nói thẳng để con giải quyết luôn. Đó là mong muốn thay đổi của con với vợ. Thực ra là vậy nè, cái chuyện đó đơn giản lắm. Con có biết tại sao không? Ví dụ cái người phụ nữ, người con gái á, lúc nào nó phải trải qua đúng một cái con đường như nhau, một cái giai đoạn thì nó sẽ biểu hiện đến một cái cảm xúc như thế, cái kiểu như thế là lúc nào cũng có hết trơn á. Tại vì là con gặp vợ con á khi mà vợ con mới có 24 tuổi, chứ nếu như vợ con bằng tuổi với con chẳng hạn thì con sẽ còn không thấy những cái hiện tượng như vậy nữa. Thành ra là trong thời gian mà gọi là tụi con chưa có con á, thì con cứ để vợ con sống đúng với lại cái tuổi 24 và sống đúng với lại cái gọi là tình trạng tâm sinh lý của một cô gái là trong từ 24 cho tới khoảng 26. Đó là vợ con sẽ có những biểu hiện như vậy, nó là gần như là công thức rồi. Con hiểu không? Thì là tự nhiên trong 2 năm nữa, cô nói ví dụ thì con sẽ tự con tôi luyện được một cái là con sẽ hiểu là vợ con trong tình trạng đó là cổ mới gặp cái trường hợp gì, cổ mới đụng cái chuyện gì, cổ mới đang bực cái điều gì đó. Tự con luyện được luôn. Cái đó cô nói thiệt luôn á nha, tại vì cô đã trải qua rồi. Thành ra cô biết chắc chắn là như vậy. Đó, còn tại vì sao vợ con thuộc lại là
hướng nội, dạ, vâng, kiểu như vợ con không phải là cái người mà bộc trực mà nếu mà như vậy thì lại không có cái dạng biểu hiện này. Dạ vâng, đúng ạ. Là cái kiểu kia em là bực là nói liền. Dạ vâng. Anh là xong. Đúng. Đấy, nhưng mà vợ con lại thuộc tuyết người là sống hướng nội ha, và vợ con sẽ tự trong những lúc khóc này 60 độ này đấy, khóc như thế sẽ tức là sẽ gặm nhấm cái nỗi buồn đó, và trong cái nỗi buồn đó thì sẽ nghĩ là anh ấy sẽ phải tự hiểu là đừng bao giờ làm như vậy nữa với mình đó. Thế là nào, tại sao là anh nào lại vậy thế? Là nào con cũng phải cố gắng à? Tự tìm ra phương pháp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nó là cá tính, nó thuộc về là bản sắc của gọi là cái gu loại phụ nữ, tức là mỗi người có một cái cách thể hiện, thì vợ con thuộc như thế. Dạ vâng. Đấy, chị cũng thế em ạ. Thật. Lúc gặp chú cũng thế, không nói gì đâu con ạ. Dạ, không vâng. Nói một cái gì cả, chỉ ngồi nhìn, nếu đi xe hơi thì sẽ nhìn ra cửa. Đúng ạ. Ủa, xong cứ thế thôi. Cứ thế nhìn thôi, không biết điều gì. Và nhìn thế thôi, chả biết đằng trước đang cái gì. Đúng rồi. Nhìn trong vô thức ạ. Nhìn trong vô thức mà... ở đấy cứ lướt qua thế. Và chỉ mong là anh ấy hiểu được là tại sao mình giận. Dạ. Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ chú hơi bị siêu đấy, con ơi. Bây giờ cô chỉ cần hơi một cái thôi là chú biết cô tại sao cô giận này. Dạ. Và ngược lại cô cũng thế. Dạ. Con ạ. Ngược lại cô cũng thế, tại dạ. vì chú cũng thuộc lại tiếp người giống như cô, cũng hướng nội như cô. Thế cho nên rằng thì là thì trong thời gian này đi tận hưởng đi con, thực hiện thú vị lắm á con, đáng yêu lắm ấy. Dạ. Vì lúc ấy tự mình phải tự tôi luyện mình đó. Dạ vâng. Đúng không? Đúng ạ. Rồi. Thôi bây giờ trước khi tạm biệt thì bây giờ chú muốn hai đứa có cái lời nào hay có một cái điều gì đó mà cần bày tỏ với người bạn đời của mình hay không? Đấy. Nhân cái dịp mà các con đến với chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ vâng. Thế thì hôm nay đứng lên. Con ấy, con muốn nói gì với chồng con ấy thì dạ con vâng. nói đi. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp gọi là lên chương trình này thì em cũng có một số lời muốn bày tỏ với anh, mặc dù ở nhà là em là người ít nói, ít thể hiện tình cảm hơn. Thì cảm ơn anh trong thời gian vừa qua đã luôn ở bên động viên và chia sẻ giúp với em dù cho những cái lúc mà em khó khăn nhất và tiêu cực nhất. Em hy vọng rằng thời gian tới trong cái dự định sắp tới của hai vợ chồng thì sẽ cùng nhau cố gắng, và nếu mà có thất bại hay thành công thì em cũng vẫn sẽ luôn ở bên này. Yêu anh rất là nhiều. Đấy, dụ yêu anh rất là nhiều. Con không muốn nói gì không? Con thì thật sự là muốn nói là thật sự là trong quãng đời của anh đi ra ngoài, anh đi làm thì có rất nhiều người phụ nữ khác đã đến với anh, nhưng mà thật sự là anh không lựa chọn họ vì anh lựa chọn em. Vì cái điều đầu tiên đó là em là một người phụ nữ mà chia sẻ cho anh rất là nhiều thứ. Và những lúc anh có làm vấp ngã, lúc anh có thất bại mọi thứ thì em đều cho anh những cái góc nhìn của em để cố gắng hơn. Và cái đó là cái anh cần là người chia sẻ của người phụ nữ bên cạnh anh. Thì anh mong rằng là trong năm tới thì tất cả những dự định mà hai vợ chồng năm tới làm thì sẽ làm được và sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và con có một điều mà vợ con bây giờ vẫn đang suy nghĩ mà vợ con chưa biết cái đấy ở đâu. Là anh hỏi em cái nhẫn đính hôn, cầu hôn của anh đâu rồi? Nào? Em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt nào mà cuối là con cầm về nhà, lúc con không thấy đâu, con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả, thì vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Thế là anh cầm. Đúng thật. Thế là sao? Vợ con rất sợ con khi mà tặng một món quà gì hay tặng một váy hay tặng gì mà con không được bán, không được pass cho ai cả. Và cái điều đấy là điều mà con thích. Thì hôm đấy là vợ con đẻ thì là nó bị gọi là ở một nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Chắc là từ đấy là con không dám từ bây giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để là vẫn là cái đấy. Vẫn là cái đấy. Tức là con là người đã tìm được cái tìm đấy. Được và giữ đó. Vâng. Và bây giờ là 6 tháng rồi ạ. Vợ con chưa biết cái nhẫn ở đâu. Thôi hôm nay là để thôi, bây giờ, được rồi. Coi như bây giờ không nói luôn. Dạ. Nó ở trong tim anh. Đó. Quá. Đính hôn mà thì được. Bật tay kia đi con, tay kia đi. Đúng rồi. Nó không đang. Ngón áp út chứ nhỉ? Hơi run cô ạ. Vẫn còn run. Run như lần đầu ạ. Phải áp út con ạ. Dạ vâng. Đúng rồi. Ôi giời ơi, cái nhẫn này mà nó đi là con rửa tay xong con tháo ra. Dạ vâng. Đây là cái nhẫn này là hôm đấy là con rơi ở đâu? Được cái job đấy là khá lớn cho con đi mua luôn. Mua luôn đúng không? Bây giờ không cởi ra nữa con nhá. Rồi. Dạ vâng. Thôi chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi, cái nhẫn đâu nhỉ? Không dám. Lảng lảnh tránh đi. Thì lần sau á là con phải nhớ nhá, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Dạ, đấy con nhớ nhá. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến đây nha.